Ủa sao từ nãy bên kia mà sao giờ qua bên đây rồi? Kéo xuống đó chú. Con này mấy mét quá rồi? 7m2. Sao nó thấy nó nhỏ vậy ta? 7m2. Chú lại dựng nó đi to lắm. Chú nhìn vợ chứ nó to. Thôi lắm. Quay xa vậy nó mới đẹp. Cái cánh đồng nó đẹp đó, mà đó, đó, đó. Này gió nhiều. Từ bên đó mà ông đáp qua tới bên đây là ông chỉ hạ đúng không? Chứ không có cuốn đúng không? Dạ, hạ thôi đó. Hạ thôi không có cuốn. Cái ông kia ngồi cái bên dìu luôn kìa. Chắc thấy rồi, chắc không tới. Cái dìu nó to vãi cứt luôn. Thiệt không? To lắm. Sao mà kêu to? Con sao mới bảy cân dìu? Sao vậy? Sao vậy mình thấy bây giờ chiến tiếp không?